Ayo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Và hôm nay, cùng mình đến với Apple News số 218 để xem những thông tin hot nhất của Apple trong vài ngày qua nhé. Ok, let's go. Apple đang lên kế hoạch bán các thiết bị phần cứng như iPhone, iPad và MacBook theo gói dịch vụ hàng tháng tương tự như là Apple Music và iCloud. Bloomberg chỉ dẫn nguồn tin nội bộ rằng Apple sẽ cho phép mọi người sở hữu iPhone và các thiết bị phần cứng khác của hãng giống như việc trả phí ứng dụng hàng tháng. Nói cách khác, người dùng sẽ trả tiền cho thiết bị mỗi tháng tương tự như việc đăng ký gói phần mềm với thời gian trả là vô thời hạn. Chương trình này khác với hình thức trả góp hoặc gói mua hàng mà nhà mạng đang triển khai ở chỗ. Phí hàng tháng sẽ không phải là giá của thiết bị được chi trong vòng 12 hoặc 24 tháng. Thay vào đó, nó sẽ là một khoản phí chưa được xác định, tùy thuộc vào thời gian và thiết bị mà người dùng chọn. Họ sẽ được nâng cấp mỗi khi có sản phẩm mới mà không cần quan tâm đến giá của chúng. Chương trình dự kiến gắn vào gói Apple One và dịch vụ bảo hành Apple Car. Người dùng sẽ đăng ký gói tài khoản Apple ID và App Store giống như mua ứng dụng. Nguồn tin cho biết, Apple đã lên kế hoạch cho chương trình trong vài tháng và là một phần của chiến lược mua ngay trả sau đã được triển khai. Tuy nhiên, có thể phải đến cuối năm nay hoặc đầu năm 2023, dịch vụ mới được ra mắt. Apple từ chối bình luận. Theo các chuyên gia, kế hoạch mới là sự thay đổi chiến lược lớn đối với Apple. Công ty thường bán thiết bị chọn gói. Nó có thể giúp hãng kiếm được doanh thu tốt hơn, cũng như khiến người dùng dễ chi tiền hơn. Sau thông tin của Bloomberg, cổ phiếu của Apple đã tăng 2,7% lên mức 174,07 USD. Hiện công ty đạt giá trị vốn hóa thị trường là 2.800 tỷ USD. Đại diện của Apple cho biết, tình trạng hụt pin sau khi cập nhật iOS 15.4 là điều hoàn toàn bình thường. Người dùng sẽ cần phải đợi thêm vài ngày. Ngày 16 tháng 3, một tài khoản finance trên Twitter rằng iPhone của mình đã giảm hơn 5% pin chỉ trong khoảng 10 phút sau khi cập nhật iOS 15.4. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Một người khác cũng nêu ý kiến tương tự. Phản hồi hai tweet trên, tài khoản Apple Support cho biết các ứng dụng và tính năng của thiết bị cần được điều chỉnh trong vòng 48 giờ sau khi cập nhật và đó là điều bình thường. Hãng cũng khuyến cáo rằng nếu vấn đề tiếp tục xảy ra trong khoảng thời gian nói trên, người dùng nên liên hệ trực tiếp với đội ngũ của công ty để được trợ giúp. Apple đính kèm liên kết đến trang hỗ trợ với tiêu đề tối đa hóa thời lực pin và tuổi thọ để tham khảo thêm thông tin. Tuy nhiên, khi truy cập vào trang này, gợi ý đầu tiên để tăng thời lực pin là cập nhật phần mềm mới nhất. Ngoài ra, các cách khác để kéo dài thời gian sử dụng là bật độ sáng tự động, dùng Wi-Fi nếu có thể thay đổi vì thường xuyên bật kết nối di động, nên dùng chế độ nguồn thấp khi pin dưới 20% hoặc cần tiết kiệm pin. iOS 15.4 được Apple phát hành sớm vào ngày 15 tháng 3, nhưng ít ngày sau, nhiều người dùng iPhone phản ánh phiên bản mới gặp nhiều lỗi gây khó chịu, thường xuyên bị nóng, tụt pin nhanh. Một số cho biết họ gặp lỗi bộ nhớ khi nâng cấp hệ điều hành. Theo thống kê của Counterpoint Research, thị phần smartphone cao cấp trong năm 2021 đã đạt đến mức kỷ lục và iPhone của Apple đã chiếm hơn 60% thị trường này. Thị trường smartphone cao cấp được Counterpoint định nghĩa là điện thoại có giá trên 400 USD đã tăng 24% so với năm 2020. Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay đối với smartphone cao cấp và nhìn chung toàn thị trường smartphone đã tăng 7% trong cùng kỳ. Giám đốc nghiên cứu của Counterpoint, Terrence Butler cho biết, sự tăng trưởng thị trường smartphone cao cấp năm 2021 được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố kết hợp, bao gồm nhu cầu của người dùng, chiến lược của OEM và chuỗi cung ứng. Butler cũng nói rằng nhu cầu về 5G đã thúc đẩy tăng trưởng thị trường và các công ty bao gồm cả Apple đang tích cực tận dụng khoảng trống thị trường cao cấp do Huawei để lại, đặc biệt là ở thị trường Trung Quốc và Tây Âu. Apple không công bố số liệu bán hàng, do đó tất cả dữ liệu đều được Counterpoint tổng hợp từ các nguồn riêng. Theo đó, vào năm 2021, Apple chiếm hơn 60% thị phần smartphone cao cấp. Lần gần nhất, hãng đạt được con số này là năm 2017. Theo Counterpoint, một phần là vì dòng iPhone 12 chậm lên kệ đã đẩy doanh số sang năm 2021. Counterpoint dự đoán trong dài hạn, Apple vẫn sẽ tiếp tục giữ vững vị trí đầu trên thị trường cao cấp. Bên cạnh đó, họ dự đoán smartphone màn hình gập ngày càng trở nên phổ biến hơn sẽ tác động đến thị trường này. Apple có thể bổ sung thêm một vài thông số nhỏ để đổi tên A15 thành A16 và trang bị cho iPhone 14 và 14 Max. Trong khi đó, chip A16 Pro sẽ là con chip mạnh hơn, nhiều nâng cấp hơn dành cho 14 Pro và 14 Pro Max. Tài khoản Twitter Click Apple Pro cho biết, Apple đang gặp khó khăn khi sản xuất chip A và M mới do khủng hoảng ngành bán dẫn. Do đó, trong loạt iPhone 14 sắp ra mắt, công ty ưu tiên chip A thế hệ mới cho hai phiên bản Pro, còn hai model giá thấp hơn vẫn dùng lại chip A15. Tuy nhiên, để tránh bị chỉ trích, công ty sẽ cập nhật thông số trên A15, chủ yếu là về nhân đồ họa. Chip mới sẽ được đặt tên là A16, sản xuất trên tiến trình 5 nanomet và trang bị cho iPhone 14 và 14 Max.
Trong khi đó, chip A thế hệ mới cho iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ được gọi là A16 Pro hoặc một cái tên tương tự. Dòng chip này sản xuất trên tiến trình 4 nanomet với các thông số vượt trội hơn so với A15 hiện tại. Phone Arena đánh giá thông tin này là có cơ sở bởi Apple từng thực hiện điều tương tự. Chẳng hạn A15 trên iPhone 13 Pro và 13 Pro Max có GPU 5 lõi, còn các mẫu iPhone 13 và 13 mini có GPU 4 lõi. Theo trang Gizmo China, A15 hiện vẫn được xếp trong top đầu về sức mạnh nếu so với phần còn lại của thị trường smartphone. Do đó, Apple không vội trang bị chip mới quá vượt trội cho các model không thuộc dòng Pro. Còn theo chuyên gia tin đồn Michiko, iPhone 14 và iPhone 14 Max vẫn dùng chip A15 như trên iPhone 13 hoặc một biến thể với nhiều lõi đồ họa hơn. Chỉ hai phiên bản thuộc dòng Pro mới được trang bị chip A16. Và đó là những thông tin dot hot của Apple mà mình thu thập được trong vài ngày qua. Các bạn đã cập nhật lên iOS 15.4 hay chưa và có gặp lỗi gì không? Để lại bình luận cho mình biết với nhé. Và các bạn có mong chờ gói trả dịch vụ hàng tháng của iPhone, iPad và MacBook hay không? Để lại bình luận cho mình biết luôn nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV để ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye.